Cuối cùng một điểm, đối phó với hải hồn thú, huyết mạch của chúng ta ký tức đối với tất cả hải hồn thú này đều có nhất định uy thế tác súng. Ta nghĩ rằng trừ phi chúng ta đặc biệt xui xéo, gặp phải 10 vạn năm hồn thú, lấy không thì khoảng cách nhất định bên trong, lao xa hẳn là còn có thể. Chính vương Nguyên ân, các người lăng lượng phi hành có thể không mang theo chúng ta nằm người các người khác, dù cho là bài luận quá khứ. Nhà chính vũ lại nói, hẳn là gần như vậy, băng vào chúng ta tu vi bây giờ, toàn lực ứng phó, mang theo mọi người phi hành ở trên không trung ở trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Nhưng mà cân nhắc đến trên không trung khí liều nguyên nhân vẫn còn sự không chắc chắn. Đường Vũ Lân lúc này nhìn về phía của Từ Lạp Chí, ngơ nhẹ nhàng tiểu lòng bào đi, có thể giảm bớt chúng ta bao nhiêu phần lượng. Từ Lạp Chí lúc này không chút sợ so sự nói, 30% khẳng định là không thành vấn đề. Nguyên Ân dạo Hỷ lúc này lại nói, như thế xem ra quả thật có nhất định tính khả thi. Hàng không độ cao người dự tính là bao nhiêu? Đường Phụ Lân lại nói, trên lý thuyết mà nói, đương nhiên càng thấp càng tốt, như vậy hạ xuống thời gian càng thấp. Bởi vì chúng ta còn muốn cân nhắc đến chúng ta thoát ly máy bay sau khi đó. Bắc Hải quân đoàn căn cứ cho chúng ta tấn công từ xa, lúc mà hạ xuống càng ngắn, bi đà kinh độ khả thi liền càng nhỏ. Diệp Thinh Lan lại nói, được rồi, Nghe tới giống như có thể nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là cái thứ nhất Chúng ta làm sao có thể lẻn vào trong Bắc hải quân đoàn Đồng thời mượn đi một khung máy bay đây Đường Phu Lân nhún và rồi nói Cái này mới nhìn quả khó nhất nhưng cũng không phải là không có đường tắt Cái này độ khó tổng thể tới nói Quan trọng nhất một điểm làm sao đi vào Tiến vào trong Bắc hải quân đoàn căn cứ sau khi đó Tương đối liền muốn dễ dàng hơn nhiều bởi vì bất kể cá sĩ thiết bị quân sứ đối với ngoại sức phòng ngự đều là mạnh nhất bên trong dĩ nhiên làm dễ hơn. Vậy như thế nào đi vào đây? Từ lập trí tỏ mò hỏi. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười rồi nói. Thông qua sự tình ngày hôm qua, ta đột nhiên rõ ràng một chuyến. Vậy thì chính là có khó khăn. Tìm học trưởng, chiến thần điến có chúng ta học trưởng, Bắc Hải quân đoán ta tin tưởng nhất định cũng có. Hứa tiêu ngồi lúc này nở lụ cười. Đội trưởng, ta còn chưa từng nói qua. Ta yêu thích người lòng tin này tràn đầy dáng vẻ. Nhà chính phủ lúc này một mặt cảnh giác sẽ nói người yêu thích hắn. Hứa thiếu ngôn bất đắc sẽ nói thưởng thức là thưởng thức loại kia yêu thích. Nhà chính phủ lúc này nhất thời nở nụ cười. Vậy ta cũng yêu thích. Đội trưởng người bây giờ mới có một chút khôi phục lại bốn năm trước dáng vẻ. Bất kể nói thế nào chúng ta nghe theo người người nói làm sao đến chúng ta liền làm sao đến. Đường phụ Lân nở lụ cờ rồi nói Lớn mật giả thiết, cẩn thận luận chứng Chúng ta bị bắc hải quân đoàn này tìm học trưởng Nay tổng không có vấn đề gì chứ Nói không chứng, chúng ta thật sự có thể mượn đến máy bay đấy Diệp Tinh Lan lại nói Vậy thì chúng ta lấy cái gì chứng minh chúng ta là xử lý khác đấy Chúng ta có thể làm gì đều không mang ra đến Học viện trên căn bản này để chúng ta tị thần ra lỗ Đường Phụ Lân lại nói, cái này cũng không khó, học viên có thể làm mùng 1, chúng ta tại sao không thể làm 15? Ngươi là quyền ta làm gì hay sao? Lội viện đệ tử Huế Trướng, đệ ta làm mấy cái, hơn nữa thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn không đủ? Người thắng, Diệp Tinh Lan lúc này biểu hiện ra lộ ra mỉm cười. Toàn bộ kế hoạch trên thực tế của đường Vũ Lân cũng làm thầy nghĩ ra được. Nhưng mà đang thảo luận trong quá trình, theo mọi người đưa ra nghi vấn, cái kế hoạch này cũng là đang bị không ngừng hoàn thiện mới vừa mới lúc bắt đầu đường vũ lần xác thực nghĩ tới còn muốn hay không cường muốn nhưng mà hắn thực sự là đột nhiên linh cơ hội đấy nhớ tới ngày hôm qua chiến thần điện học trường sử lên các học viện tuyệt đối có thể nói là học trò khắp thiên hạ đây mới là học viện mạnh nhất địa phương nhìn qua trung lập học viện đối với toàn bộ liên bang đều có to lớn sức ảnh hưởng từ sử lệ khác, đặc biệt là sử lại khác lội viện đi ra bên ngoài học viện, người nào không phải là thiên trì kiêu tử, hơn nữa bọn họ tất nhiên đối với học viện này đều có lòng trung thành. Bắc Hải quân đoàn nhất định có sự lấy các học viện đi xa, mà xử lấy các mang trò tốt nghiệp học viện này đầu tiên một điểm chính là cao khởi điểm. Nếu như một tên xử lấy các học viện học sinh tốt nghiệp này tổng quân, luôn luôn khả năng chỉ là cái đầu to binh lính, Chi ít là không thể vẫn là đầu to binh. Nếu không thì hắn cũng không có tư cách nào là tử xử lấy các học viện tốt nghiệp. Chỉ cần có người, vậy thì dễ làm rồi. Có lời giải thích, được một lần lúc này tầm liệm thay đổi thật nhanh chóng lúc đó cũng đã nghĩ kỹ. Bắc Hải quân đoàn bắt đầu xây ở 1.600 năm trước là đấu la đại lục liên bang lịch sử lâu đời nhất một cái kiến chế. Bắc Hải quân đoàn toàn thân nắm giữ sức mạnh hải chiến cùng với không chiến lòng lực quân đoàn giới hạt ba cái sứ đoán phân biệt là bắc hải hàng không chiến đấu sứ bắc hải lục chiến đấu sứ cùng với bắc hải hạm đội trong đó quy mô to lớn nhất chính là bắc hải hạm đội bọn họ làm giữ thuyền cộng hơn 30 chiếc đóng quân ở bắc hải quân đoàn tự do hải cảng bên trong đây là đối với đối kháng hải hồn thú chủ lực bởi bắc hải hải vực này hai hồn thú lúc này như trước đấu lại lục quanh thân hải vực mạnh nhất vì lẽ đó bắc hải hạm đội này phân phối ở hết tây hải ở trong quân đội cũng là mạnh nhất đừng xem thường bắc hải thánh không có cảng biến tàu nhưng muốn bàn về sức chiến đấu bắc hải hạm đội khẳng định là mạnh mẽ hơn so với đông hải hạm đội có một in siêu quy cách vũ khí biết này đều là có trang bị Bắc Hải hạm đội tổng cộng có nhân viên chiến đấu hơn 12.000 người, các loại công việc phụ trợ nhân viên nhiều hơn đến 3 vạn người, mà Bắc Hải hàng không chiến đấu xưa thì lại nắm giữ ra 70 cái máy bay, ngoại trừ máy bay ở ngoài còn có chuyên môn cả tốc phản ứng bộ đội, cũng chính là bộ đội cơ giáp. Liên bang không quân sức mạnh đều là do giáp máy cùng với thời cơ chiến đấu phối hợp lẫn nhau, trong đó lại chia ra làm thêm cái binh chủng. Bắc Hải lục chiến sư chủ yếu chính là nhắm vào trong mặt đất tác chiến, đặc biệt là địa đối với hải tác chiến, chủ yếu trang bị lực lượng vũ khí hạng nặng, xem Bắc Hải thành ven biển này, phòng ngự hệ thống toàn đều là do Bắc Hải lục lượng chiến sư này để hoàn thành. Hoàn Mỹ càng xòa về đối với hải hồn thú phòng ngự, cùng với lục quân quân đoàn bình thường lấy nhân viên chiến đấu làm chủ, mỗi cái quân đoàn khoảng trường ở ba bốn vạn người không sống, bởi vì bắc hải quân đoàn này cần đại lượng phụ trợ nhân viên, toàn bộ quân đoàn gộp lại có tới tám vạn người là hoàn toàn xứng đáng với đại quân đoàn bắc hải quân đoán quan quân quân hàm, nếu so với cùng cấp độ quân đoàn cao hơn bán cấp cũng là bởi vì như vậy khi đường phu lân cùng với các bạn bè xuống xe taxi thời điểm đó cũng không khỏi bị xa xa tất cả chấn động xe taxi đeo bọn họ đặt ở khoảng cách bắc hải quân đoán căn cứ khoảng trường là một km khoảng trứng trái phải địa phương bởi vì lại về phía trước chính là chế độ quân nhân khu bắc hải quân đoán cho bọn họ ấn tượng đầu tiên chính là một chút nhìn không thấy bờ từ bọn họ vị trí hướng Bắc Hải quân đoàn nhìn lại, quân đoàn ngoại vị là không có tướng, là cao to lưới sắt, đủ có cao mấy chục mét. Càng nói chuẩn xác, đó là lưới điện, bất cứ sinh vật nào tiếp xúc đều sẽ bị điện cao thế của sữa. Có thể nhìn thấy có một loại cỡ lớn quân xa từ lối vào mà ra vào. Phóng tầm mắt tới chỗ này, ở bên trong căn cứ có thể nhìn thấy một ít bỏ neo máy bay. Sau đó còn có rất nhiều bọn họ không gọi nổi tên thiết bị quân sự nữa. Nhìn qua là mạnh thật, Ta đột nhiên cảm thấy lão đại nói hắn tương lai phải làm bình là một loại phi thường lựa chọn không tối. tạo dài có một chút hứng phấn nói. Làm nhân thiên sinh liền đối với quân sự này có ngóng trông. Hồn đạo khoa học kỹ thuật này phát triển đến nay đã để cho vũ khí trở lên phi thường mạnh mẽ. Coi như là cao cấp nhất hồn sư đang đối mặt với loại kia có thể hủy thiền diệt địa hồn đạo khí vũ khí thời đại này cũng không dám chính diện liều. Mạnh mẽ lực lượng quân sự này là tất cả bảo đảm. Liên bang cũng vẫn luôn luôn làm như vậy toàn bộ đấu la liên bang có quân thưởng trực hai chiếu sau cái đại quân khu bắc hải quân đoàn liên hệ thống lại thuộc vào trong đông bắc quân khu là đông bắc quân khu ba cái quân đoàn bên trong mạnh nhất hải không quân đoàn đi chúng ta đi vào mọi người lúc này biểu hiện nhẹ nhàng một chút đi đường vũ lân đi ở trước nhất trên mặt lúc này mang theo mỉm cười những người khác đi theo phía sau của hắn trên người mọi người ngoại trừ đơn giản chứa đồ hồn đạo khí ở ngoài không có mang theo bất luận cái đồ vật gì Nguyên Ân lúc này đôi khi có một chút tổn hại bua lớn cũng là đều thu ở trong chứa hồn đạo khí bên trong còn không chờ bọn hắn tới gần bắc hải quân đoán căn cứ cửa chính liền bị một đội binh lính tuần tra ngăn lại đứng lại quân sự vùng cấm rời xa lính tuần tra là lái xe đi tới hiển nhiên là trong căn cứ này đã sớm phát hiện ra bọn họ đường vô lân tiến lên hai bước rồi nói Chào ngày chúng ta là xử lý các học viện học viên đang tiến hành một lần rèn luyện nhiệm vụ. Học viện sắp xếp nhiệm vụ mục tiêu là đến quý quân đoán tiến hành một lần đặc khuấn, Có thể không phiền phức các người vì chúng ta thông báo một chút. xử lấy các học viện, chúng ta cũng không có nhận đến nhận chức cái gì thông báo Lính tuần tra hiển nhiên không phải tốt như vậy dao động Đường Phụ Lân nhún nhún vai, mặt bật đặc sĩ sẽ nói Nếu như là có thông báo, vậy liền không phải thử thách trên thực tế, học viện yêu cầu chúng ta đến đây tiến hành đặc huấn Nhưng không có cho chúng ta bất cứ sự giúp đỡ gì cả Làm sao tiến vào trong quý quân huấn luyện đấy Nay đều muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp Có thể các người cũng nhìn thấy Chúng ta có thể có biện pháp gì Chỉ có thể là liền như vậy mà ở lại đây Trực tiếp đi đường ngày tuần hỏi mà một chút Có được hay không sắp xếp chúng ta đặc huấn Lính tuần tra lúc này lông mẻ gạt gạt các người thực sự là sửa lấy các học viên làm sao chứng minh Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười rồi nói Chứng minh lại ngược lại là dễ dàng Vừa nói hắn lưng về các bạn bè so với cái thủ thế Tiếp theo một cái trước mắt bảy người đồng thời thả ra bọn họ võ hồn bảy người đồng thời phóng thích giả võ hồn Đồng thời hồn hoán số lượng đạt tới trình độ nhất định tình huống dưới còn là phi thường chấn đông Đặc biệt là ở một đám chỉ có là người bình thường binh lính trước mặt khi mà xe tuần tra trên các binh sĩ này nhìn thấy ở trước mặt mình tỏa ra từng vòng hồn hoàn, đặc biệt là hồn đạo cấp độ đều là tương đương khổng thấp tình huống phía dưới. Bọn họ không khỏi mỗi một người đều chọn to hai mắt, năm cái tất cả đều là năm hoàn. Đường Phô Lân cùng với đồng bọn của hắn duy trì một cái hoàn chỉnh tam giác chiến trận. Đường Phô Lân ở phía trước nhất, phía sau hắn là ba người một loạt, hai bên phân biệt là Nguyên Đơn Giao Huy của mới Diệp Tinh Lam, trung gian là Hứa Tiểu Ngôn, ở phía sau của bọn họ cũng là ba người một loại, hai bên là Nhạc Chính Vũ cùng với Tạ Giái, trung ương chính là từ Lập trí. Tuy rằng cũng không có nằm ở trạng thái chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn duy trì chiến đấu trận hình. Đây là theo thói quen vấn đề, đặc biệt là ở trận đấu đánh lúc trước, tao hơn xưa thời đã từng như vậy bị tình huống phía dưới Bọn họ này một đường lái xe đến Bắc Hải Thành Trên đường không ít thảo luận đại gia Mọi người phối hợp vấn đề Đường phố Lân đứng ở phía trước nhất trên người nằm cái hồn hoán Ba tím một đen Và một cái nó chẳng xác là màu lục vàng coi như các binh sĩ không phải hồn sư bọn họ khi mà nhìn thấy đường vũ lân ở trên người màu xanh lục hồn hoán thời gian này như trước không khỏi giật mình trợn mắt hóa ngoác mồm mà ở sự lãnh khắc tất quá trên người bọn họ liền không nhìn thấy màu tím trở xuống cấp độ hồn hoán điều này có ý vị gì không thể nghi ngờ năm hoán bài tiên năm hoàn hồn vướng hơn nữa những người trẻ tuổi này nhìn qua bất quá đều là chừng 20 tuổi mà xét tuần tra trên các binh sĩ tuổi tang cũng bọn họ cách biệt không có mấy ước áo đố kỵ các loại tâm tình này hầu như ở trong nháy mát liền xuất hiện ra ở trong những binh sĩ trong lòng mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi tranh lệch thế này làm sao liền lớn như vậy đấy